Kính chào quý anh chị và các bạn. Nếu như anh chị và các bạn đang quan tâm một mẫu xe phân khúc hạng B, thiết kế đẹp, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, vừa chạy gia đình vừa kinh doanh dịch vụ thêm, làm kinh tế, thì đừng nên bỏ qua mẫu xe em đang quay. Một chiếc Hyundai Accent số sàn vừa về tại salon bên em, sản xuất 2021, màu trắng nội thất, ghế da màu đen, mới đi có 3 vạn cây thôi. Xe được lên rất nhiều đồ chơi, đèn bi xenon, màn hình Android, đề nổ thông minh Startup. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên em chào bán ra với mức giá là 375 triệu. Nếu anh chị tự sang tên thì bên em sẽ bớt cho khoảng tầm 5 đến 10 triệu nữa. Và nếu như bên em làm trọn gói sang tên đổi biển chính chủ lăn bánh thì anh chị chỉ cần bỏ ra 375 triệu là nhận xe luôn. Xe bảo hành cam kết bằng văn bản 1 năm. Anh chị đi check test thoải mái, nó phát hiện ra xe bổ máy, bổ số, tai nạn ngập nước, bên em vẫn hoàn tiền lại 100% nhé. Xe mới đi có 3 vạn cây thôi. Xe này được trang bị viền chân kính cũng như viền cong kính này, rồi hõm mở cánh này, đều được ốp mạ chrome. Đó. Lốp nguyên bản theo xe này còn rất dày. Và đặc biệt là chủ xe đã độ đèn bi xenon này. Chủ xe cũng đã lên ghế da nhé, ghế da màu đen may chỉ đỏ này, màn hình Android thương hiệu OLED này, đèn nổ thông minh này, cam hành trình này. Nói chung chiếc xe này về cũng chỉ việc đi thôi, không phải làm gì cả đâu. Vô lăng tích hợp các nút bấm điều khiển ở trên này. Xe đi được 30.618 km, củ số nguyên bản đây. Gương kính chỉnh điện. Hàng ghế thứ hai này cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa sau. Đây, lốp này, tuần thứ 15 2021 này. Ổi rãnh ma sát còn rất sâu. Theo như quan sát của em thì dàn lốp này phải đi được 4-5 vạn cây nó mới phải thay nhá. Cụm đèn hậu phía sau là công nghệ LED. Chiếc xe này sở hữu động cơ 1.4. Nó tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 5 lít rưỡi xăng thôi. 5 lít rưỡi xăng đường hỗn hợp số sàn. Đây, vô lăng rất đẹp nhá. Full lịch sử hãng luôn ạ, full lịch sử hãng. Cabo này, nguyên bản này, các lỗ đục nhà máy còn tròn nguyên luôn. Đây, chân máy này, mặt dàn cò này, vách số này, cổ bô này, xương rằng trên này, nguyên bản nhá. 375 triệu cho chiếc Hyundai Accent số sàn. Lên full đồ chơi, màu trắng, nội thất đen. Anh chị em quan tâm mẫu xe này liên hệ cho em theo số 0941 337 888 hoặc 0978 607 555. Xem xe tại Salon Luxury Cải Dương, cơ sở 1, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.